Hello, xin chào mọi người, xin chào tất cả các bạn. Nay mình các bạn coi cái miếng đất mà ông chú cũng nhờ mình bán nha các bạn. Đây là miếng đất mặt tiền quốc lộ 13 ở huyện Chiên Thành, tỉnh Phước nha các bạn. Thì đây là mặt tiền của quốc lộ 13 nè các bạn. Đó là 27m nha các bạn. Thì cái mặt tiền này đã được đổ đất với lại đổ đá, nó đẹp vậy rồi ha, cao hơn cái mặt đường nó khoảng 30 các bạn, 20 đến 30 phân các bạn. Thì ông chú ông nhờ mình bán miếng đất này nha, là 3.9 tỷ các bạn, sẵn sàng thương lượng với ai có mua nhiệt tình hả bạn. Thì nó nói liền với hai mẫu cao su ở sau nha bạn. Có một căn nhà cấp 4 ở đây nha, nhà cấp 4 này. Đây là cái miếng đất rộng, từ mặt đường đi vô đây khoảng 70m là nó vuông dứt nha bạn. Từ đường quốc lộ 13 đi vô trong sâu này là nó vuông dứt nha. Thì xung quanh đất thì có hàng rào cao 2m nha các bạn. Nó xây hết đất nha các bạn. Đây, hàng rào này các bạn. Rào ha. Có hàng rào. Đó. Thì ông chú ổng dự định ổng tính là xây khu giải trí nên ổng đổ mấy cái đá này, nhưng mà do kinh tế không cho phép thì ổng nhờ mình đăng để bán miếng đất này ha, 3.9 tỷ nha các bạn. Thì đất nó rộng vậy nhưng mà thổ cư chỉ có 100m² thôi các bạn, 100m thổ cư thôi nha. Đây là cái vườn cao su này lâu năm rồi nha các bạn. Cao su này lâu năm. Thì cao su này là nó khoảng 2 mẫu nha bạn. Khoảng 2 mẫu mà cuối đất này là cái cuối đất là một cái con suối nha bạn. Cuối xuống miếng đất này là cái con suối. Đây, mặt tiền quốc lộ 13 nha bạn. Có một căn nhà cấp 4. Thì mặt tiền này là 27m nha bạn. Tiền này 27m, sẵn sàng thương lượng với ai có thiện chí mua nha các bạn. 3.9 tỷ đó là hàng rào xung quanh nha các bạn. Đó, hàng rào mình sẽ đi quay cho các bạn coi, hàng rào xây hết đất luôn nha các bạn, cao 2m. Ở bên đây có một cái cổng ra mặt tiền bên đây nữa ha các bạn, tiền đường đất ha. Tiền đường đất khoảng 3m nha bạn. Đây. Có một cái tiền đường đất bên đây. Tiền đường đất bên đây nó cũng khoảng là 200m nha bạn. Thì đó là cái cổng nè. Zoom cái cổng nha bạn coi ha. Đó, cái cổng nó ra mặt tiền đường đất ha. Đường đất bên đây. Đường này đường cục nha các bạn. Đường đất này nhưng mà đường cục đi xuống dưới suối nha bạn. Dẫn đi xuống suối dưới này ha. Rồi, thì mặt tiền chính của nó là cái mặt tiền quốc lộ 13 nha. Thì mình dừng lại. Đây là cao su. Cây nó bự bự hết rồi các bạn. Đây các bạn coi cái cây cao su này bự ha. Thì mình sẽ đi xuống sâu sâu vô cho bạn coi. Thì vườn cao su này là nó khoảng 2 mẫu nha bạn. Và từ quốc lộ 13 mà nó di vô vuông dứt thì nó nở hậu nha bạn. Nó nở ở sau là một cái lô cao su khoảng 2 mẫu.
ở đằng trước là nó mặt tiền 27 mét nha bạn, giá 3 tỷ 9. Sẵn sàng thương lượng với những người mua thiện chí nha. Đó. Đây là lô cao su, hai mẫu cao su ha. Đó. Thì nó rất là sâu các bạn, rất là sâu ha. Đó, mình zoom nha các bạn. Ở dưới đây là suối nha các bạn, suối ha. Cao su này thì cạo bán cây rồi cho nên là cái việc mà tận dụng để cạo nữa thì chắc không còn mủ nữa ha bạn. Đây các bạn coi cái cây nó cạo nát hết rồi ha. Cây này cạo nát hết rồi, cái này chỉ có mình chỉ có bán cây thôi nha các bạn. Cây thôi. Cây này nó cạo nát hết rồi ha. Nhưng mà ai những ai mà để mình mua mình làm khu giải trí hoặc là xây siêu thị cho thuê xí nghiệp sản xuất gì đó ha, công ty nhà máy rồi kho xưởng đồ thì được ha bạn, thích hợp những loại hình đó ha. Ở sau này rất rộng, nối với mặt tiền luôn nha bạn, nối với mặt tiền 27 mét ha. Đó. Để mình lên quay cái mặt tiền lại cho các bạn coi, quay lại cái mặt tiền ha. Giá rất hời nha các bạn, ở huyện Trân Thành là không có giá đó đâu nha các bạn. Thì sẽ quay lại cái mặt tiền cho các bạn coi. Đây là cái mặt tiền ha, vuông nhất nè bạn, từ bên cái vách tường này ha. Đây tường này cao 2 mét ha. Đó, tường từ tim đường đi vô cái chỗ mà nở rộng này á, nở hậu này nè, từ tim đường vô đây là 70 mét nha. Đó, qua bên đây ha, qua bên cuối cái nhà cấp 4 này thì nó nở hậu ra là một cái vườn cao su rộng 2 hecta ha. Đó, cao su 2 hecta này. Đây. Đó, đây là cái mặt bằng đã được đổ đất đá rồi nha bạn. Đây là cái nhà cấp 4. Ở trên đây là đã đổ đá rồi nha bạn. Đổ đất đá cao hơn mặt đường khoảng 20 đến 30 cm nha bạn. Thì ở bên đây có cái đống đá nha bạn. Đống đá này là ông chú ông định làm cái khu giải trí, nhưng mà do nhu cầu là nhu cầu không có nhu cầu cho nên là cần bán gấp đất này nha bạn. Đây là những cái đường đá. Đó, căn nhà cấp 4 này nha, khu đất này quá đẹp nha, cao su già nha. Đất này đá này mà. Thì chú nhờ mình bán với giá là 3 tỷ 9 nè, sẵn sàng thương lượng với những người có thiện chí nha các bạn. Đây là cái mặt tiền quốc lộ 13 nha các bạn, tiền quốc lộ 13 đây ha. Quay lại cái mặt tiền cho các bạn coi ha, đó rất là rộng nha các bạn, thích hợp với những người mà
cần mở xí nghiệp, nhà máy, kho xưởng nha, hoặc là siêu thị, mở chợ rồi, ở chỗ này rất là thích hợp nha các bạn. Cách trung tâm huyện Trân Thành chỉ có khoảng 10 cây số ha. Rồi cách huyện Bầu Bàng khoảng 20 cây ha. Tiền rất rộng, rất đẹp luôn các bạn. Đây mình quay lại cái nền đất với so với cái nền đất so với cái đường quốc lộ đây các bạn. Đây là cái đường quốc lộ cao hơn, cao hơn từ 20 đến 30 âm phân nha bạn. Đây, quốc lộ đây ha, cao hơn. Bạn nhìn cái xe nó đậu ở dưới này ha, xe nó đậu ở dưới này. Đó. Thì ai có nhu cầu thì mấy bạn gọi số điện thoại hoặc là Zalo ở dưới màn hình bên phải, ở dưới góc dưới các bạn có số điện thoại của mình đó ha. Đây. Góc dưới màn hình bên phải có số điện thoại của mình ha. Gọi điện thoại hoặc là Zalo ha, để liên hệ trực tiếp. Hai bên là quán cơm các bạn, cái đường này là quán cơm không các bạn, kinh doanh ăn uống ha. Chỗ này thì chưa có siêu thị nha các bạn, trong cái bán kính khoảng 20 km là chưa có cái siêu thị nào nha các bạn. Dân cư ở đây cũng rất là đông nha các bạn, đông đúc nha. Nhà sát sát nha không nha các bạn, bên đường nhà sát sát nha. Đây là nhà dân các bạn. Đó thì tới cái tỉnh này ha, tỉnh này là nó nở hậu ra nha các bạn, nở ra đằng sau là cái vườn cao su hai mẫu rồi ở đằng sau các bạn. Đó. Đây nha. Đất rất là đẹp các bạn, mặt tiền rộng nở hậu. Phía sau đất là đi hết đất là con suối nha bạn. Đây đá đẹp, tường hai bên nữa. Đường này cao 2m nha bạn. Cao 2m. Đó, cái nhà cấp 4 này nha. Thì để mình quay sơ cái nhà cho bạn coi. Nhà này thì bán là mình không tính cái nhà nha bạn, đất thôi nha. Nhưng mà nó cũng có sẵn cái nhà nha. Đó, có cái nhà ví dụ như các bạn có công trình gì đó thì cũng thuận lợi cho công nhân hay gì đó người ta ở là được các bạn. Điện nước là có sẵn hết rồi nha bạn, điện nước là có sẵn hết rồi nha, màu điện ngắn rồi tục này nha. Rồi, những bạn nào có
đất đầu tư hoặc là gì đó thì liên hệ với mình số điện thoại ở góc phải màn hình ha, phía dưới ha. Đây. Sáng nắng đẹp các bạn. Rất đẹp ha. Cổ su này chắc cũng 20 năm rồi các bạn. Cổ su này sạch sẽ, mặt tiền rất là sạch sẽ ha bạn. Đổ đá rồi ha. Đổ đá này rồi. Đó. Khu đất ha. Đẹp ha. Đất rất là đẹp. Quốc lộ 13. Nhớ liên hệ với mình với số điện thoại ở trên màn hình nha các bạn.